Xin chào các bác, ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình khủng long bạo chúa tiếp theo. Đợt hàng này toàn hàng Mỹ về, toàn hàng khủng. Thì ở video này em xin giới thiệu một bộ dề bow của Onkyo. Đây là hàng kiểm âm các bác nhé, hàng kiểm âm trong những phòng thu âm. Và thêm nữa, có một đầu tép. Và đầu này nó được trang bị chip âm thanh Dubai, nghĩa là âm thanh high-end đấy các bác. Những dòng tape đời cao này cho chất âm tape rất hay, mạch lạc, tách bạch. Các bác có thể thấy riêng các bác nghe đĩa tape và nghe đĩa than, và tiếp theo nữa là nghe đĩa cối, thì thường nó có cái chất riêng, nó là mộc mạc, bông tiếng. Nó không chi tiết góc cạnh như những dòng CD, những dòng âm thanh số, ví dụ âm CD hay là những thiết bị ngoại vi như điện thoại đây, hay đơn giản như đầu giải mã, những cái đầu giải mã cổng quang MD vân vân và vân vân, gọi là âm thanh số, thì nó sẽ không tách bạch, nó không chi tiết được bằng. Nhưng nói về độ tách bạch thôi nhá, giữa chi tiết và tách bạch khác hẳn nhau. Giữa độ chi tiết góc cạnh thì rõ ràng âm thanh số, âm thanh digital các bác đó, thì nó cho chất âm rất là chi tiết và nó góc cạnh đó, thì có thể những đôi tai như những người trẻ như bọn em thích. Còn những đầu tép hay là đĩa than, đĩa cối, băng cối các bác, thì nó cho ra một chất âm gọi là tách bạch, nghe là tách giữa hai kênh, các bác nghe nó sướng lắm các bác. Chỉ dành cho những bác nào đã biết, gọi là người ta gọi là có cái trải nghiệm rồi đó các bác, đối những đôi tai có trải nghiệm rồi, hay nói cái khác là kiểu như chúng ta gọi là những người đã trải qua tình đầu với các bác, thì nó sẽ có những cái kinh nghiệm để mà hiểu được những cái sâu xa trong cái cuộc tình tiếp theo. Thì đây, cái kiểu này cũng như vậy, âm thanh nó cũng kiểu như là cái kiểu như là tình yêu các bác, tình yêu đam mê âm thanh mà các bác. Thì những ai đã phải nghe đến một cái tầm nào đó rồi thì người ta bắt đầu với quay trở lại, người ta nghe được những cái thứ này đó. Và cái đầu tép thì tại sao những hãng nổi tiếng như Onkyo, hay là nghe kể cả bây giờ những hãng đắt tiền như những hãng Denon hay là Luckman, vân 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 vân, những hãng nổi tiếng trên thế giới các bác, người ta vẫn có đầu tép này sản xuất ra. Và cái đầu tép này nó có cả luôn cả âm thanh Dubai, nghĩa là một cái con chip xử lý âm thanh phía trong, nó kết hợp với cái âm thanh analog, nó tạo ra độ chi tiết của âm thanh do kỹ thuật số và độ bông tơi tách bạch do analog, nghĩa là đường vào tín hiệu analog, nó tạo ra một cái hòa quyện, một cái kết hợp rất tuyệt vời. Nó gần dạng như kiểu những chiếc âm ly bóng đèn, nó kết hợp với những con dề bóng đèn, kết hợp với những con bow đèn bán dẫn các bác, thì nó kết hợp hai cái đấy với nhau thì nó cho ra một cái gọi là vừa khỏe và vừa ngọt đấy các bác. Đây cũng kiểu như vậy, nó vừa có cái chất âm chi tiết của đời cao và nó lại có cái tiếng mạch lạc và tách bạch của đời, của những cái thiết bị âm thanh cổ analog đấy các bác. Nó chỉ sơ sơ qua vậy thôi. Thì cái đầu tép này ấy, những cái đầu tép cỏ ấy, người ta đã bán 2 triệu, hơn 2 triệu rồi. Những cái đầu tép cỏ hơn 2 triệu rồi. Thì cái đầu tép này nó là đầu tép high-end các bác nhé. Nó được sử dụng chip Dubai các bác, hãng âm thanh high-end các bác. Và đây, phía sau nó đây. Đó. Các bác đừng hiểu lầm âm thanh Dubai là âm thanh vòm các bác nhé. Đây là một hãng âm thanh chuyên sản xuất âm thanh trên xe hơi. Và nó là một trong những hãng mà chuyên sản xuất những chip âm thanh cực, xử lý âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Thì cái đầu tép này nó sử dụng chip âm thanh của Dubai các bác. Đó, HX Pro, đó, cái con chip là chip HX Pro. Nó là âm là bộ tép sử dụng rất hiếm hoi sử dụng những con chip của Dubai này. Và về sau này người ta cũng sử dụng những con tép đời cao này, người ta sử dụng những cái âm thanh cái con chip Dubai này để người ta xử lý tín hiệu ra các bác nhá. Nghĩa là nó kiểu ngân dạng như là một cái cầu kích phono các bác. Các bác biết rồi, những cái tín hiệu của những cái đầu tép hay là những cái đầu đĩa than thì nó rất là nhỏ ở trong cái bộ mạch tín hiệu này. Đó, nó có một cái mặt từ để mà tiếp nhận cái tín hiệu từ những cái sợi dây của đĩa các bác, của băng ấy. Đây ạ. Sợi dây từ các bác, đó. Thì nó tín hiệu rất nhỏ thì phải có một bộ mạch khuếch đại tín hiệu lên để mà xuất tín hiệu ra đây. Đó, xuất tín hiệu ra đây và đi xuống với âm ly. Như đây em đi xuống với con dề. Con dề thì xuống với con bow các bác nhá. Thì con bow này, bộ dề bow này em bán cả bộ luôn, em không bán lẻ. Con tép này ấy, giá trên thị trường nó dao động khoảng độ 4 triệu gì đó các bác. Con tép này rất là hay các bác nhá. Đọc, thu, ghi tất cả mọi thứ luôn. Đó các bác.
hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đó, các bác có thể cho một đường vào để các bác ghi đĩa, nó ghi băng rất là chất luôn. Và có hai đèn tia đây. Cái con đầu tép này giá trên thị trường nó phải tầm độ 4-5 triệu các bác nhé. 4-5 triệu là ít đấy các bác ạ. Nó dòng xuất Mỹ điện 120. Đó, và con dề này nữa, con dề này dề Onkyo, dòng dề kiểm âm cao cấp. Và nó chất âm tuyệt vời. Đó, con dề này đường tín hiệu vào nó là tuner phono CD, nó có hỗ trợ phono các bác nhá. Đó. Và con dề này nó có nút một nút low lớt là nút low lớt con trôn tông, nghĩa là các bác có thể chỉnh cái nút low lớt này vặn theo từng điểm một và bát chép ba lăng vẫn như bình thường. Cái low lớt này chỉ có những dòng kiểm âm nó mới có thôi các bác nhá. Đó. Và cái nút low lớt này các bạn có thể hay gặp trên những chiếc âm lý Yamaha đó, hoặc những dòng đời nông đời cao, nhưng mà cái nút low lớt này nó khác một chút là nó là nút low lớt control tông, nghĩa là khi các bạn vặn lên là cả bát cả chét nó đều thay đổi, thì các bạn không chỉ mình bát hoặc mình chét đâu đó, các bạn hiểu như vậy. Và chiếc Pou 400W Onkyo này đây, chiếc Pou này chạy điện 120 400W hai cầu AB A cộng B các bác nhá. Đó, những dòng Pou rất hay để đánh bốt 601 701 đấy các bác. Những các bác muốn tìm kiếm những chiếc Pou để các bác đánh những đôi loa bút to đấy, hay những đôi sạc Vin để có thể ca kê hay nghe nhạc chuyên sâu thì đây, những con Pou rất hay. Con Pou này giá trên thị trường nó cũng dao động khoảng 4 triệu trở lên, không ở dưới các bác. Pou xuất Mỹ mà lại công suất lớn, to đùng nặng trịch. Đó, em để con Pou này với con dề này, cả bộ cấu hình này, cả bộ này các bác nhá, để các bác giá 10 triệu đó, các bác mua cực kỳ rẻ luôn, không bán lẻ. Đó, coi như các bác chỉ mua hai sản phẩm này dưới rồi đã giá là đã 10 triệu rồi. Nhưng em bán cả bộ 3 này là 10 triệu, bác nào nhanh tay thì lấy các bác nhé, không bán lẻ. Riêng bộ này rất là hay. Thì đây em sẽ mở âm thanh, em kết nối với chiếc điện thoại của em sẽ mở cho bác test thử, thì em sẽ test tape cho các bác. Đánh hay khỏi nghĩ luôn các bác ạ. Đó. Bác đánh rất sâu. Em đang ghép với đôi loa 12 triệu, đôi loa Zelitic Bass 40 các bác nhá. Bộ cấu hình này các bác cũng có thể ghép vang màu để hát karaoke luôn được, rất tuyệt vời, đánh rất uy lực. Tiếng bass rất uy lực các bác. Xin trả lại đây. Lâu châu mai với những địa lô đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đêm mãi bây giờ trà sung đạn này quét sạch. Tôi loa thùng gỗ đạn bát 40 dòng loa Mỹ Zenitic 1050 giá 12 triệu, bộ 3 sản phẩm 10 triệu, cả bộ là 22-23 triệu. Dụng nương cùng đàn trâu với cây đa thóm chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu trẻ đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế. Để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm mối tình quê, có con trâu có nương dâu thiên đường này.
em có thể quay lên cái trần nhà em, không biết các bác nghe thấy không, nó oánh nhạc trữ tình mà tiếng bass nó xuống sâu, nó rung rè cả trần thạch cao, thật là kinh khủng các bác ạ, với những bộ cấu hình công suất lớn như vậy. Và rõ ràng là bass 40 nó luôn luôn thả ra tiếng bass mà đặc trưng của nó các bác, tiếng bass thả nó đầm, nó chắc các bác. Bây giờ em sẽ mở các bác tape ạ, em chuyển sang tuner nào các bác, em mở tape các bác nghe thử. Sẽ tua một đoạn các bác nghe thử đi ạ. Rồi các bác nghe thử nhá. Các bác nghe thử đi ạ. Rất là mộc mạc các bác. Đó các bác, chỉ một đoạn như vậy thôi. Chứ cái này thì dành cho những bác nào thích nghe mộc mạc cổ kính thôi. Và nó đọc, thu và ghi hoàn hảo các bác nhá. Đó các bác có thể đi sử dụng đường tín hiệu vào đây các bác. Nó in đây. Và các bác ghi tape. Đó. Có rất nhiều bác thợ mua cái đầu này về để ghi tape xong bán tape. Nó có khi là lãi rất nhiều các bác ạ. Cứ mua tape mà phôi về xong rồi ghi xong bán. Rất nhiều bác thợ chơi trò đấy các bác ạ. Đây là em nói luôn là con này nó có khả năng ghi luôn các bác nhé. Ghi âm các bác. Nó ghi đấy, chất lượng cao luôn đấy các bác. Và cái chip này nó để xử lý tín hiệu này để nó ghi vào các bác ạ. Rất là dã man luôn. Đây là một con tape rất chất. Các bác lưu giúp em là nếu các bác mua lẻ từng cái này này, cái bộ này nó rất là đắt các bác ạ. Những con bow này trên thị trường bán khoảng độ từ dao động từ 4 cho đến 5 triệu rồi. Con dê cũng như vậy. Và cái tape này cũng dao động như vậy. Nhân 3 lên nó khoảng độ 13, 14 triệu các bác. Cả bộ cấu hình này. Đó. Không phải đơn giản đâu các bác ạ. Mà bây giờ em xin báo giá lại cái chuyển sang CD các bác. Đồ nghe hay quá các bác ạ. Bát đánh. Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, tìm xu nhẹ đưa. Đôi loa giá 12 triệu, cả bộ 3 sản phẩm. Tết, dê và bow của Onkyo đồng bộ luôn. R1 giá 10 triệu đồng, đôi loa giá 12, cả bộ là 22 triệu. Các bác có thể lấy lẻ 3 sản phẩm này hoặc lấy lẻ đôi loa. Rồi xin kính chào các bác.